Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phước Tiên Như. Rất cảm ơn mọi người đã click vào xem clip của mình nhé. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn like, chia sẻ và bình luận giúp mình nhé. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn like, chia sẻ và bình luận giúp mình nhé. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn like, chia sẻ và bình luận giúp mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người thích video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới nút subscribe đăng ký kênh để xem thật nhiều video về món ăn mới của Food TV nữa nha. Cảm ơn các bạn.